Eva nổi giận tập 75. Chin Chơn đã được rửa tội vì công ty kia đã chấp nhận trả tiền cho số hàng bị dư ra. Hưng Minh một lần nữa thấy Ưn Chơn nói chuyện với quản lý Ly thì rất tức giận. Anh ta gọi Ưn Chơn vào phòng rồi đập bàn khiến Ưn Chơn phải sợ hãi. Hưng Minh kể ra hết tội lỗi của Ưn Chơn mà cô ta không dám hé răng một lời. Cũng vì lượng thất thoát quá lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty, cũng như trò đùa. Sự trả thù không đúng lúc của Ưn Chơn làm Hưng Minh tức giận vô cùng, nhưng chỉ biết mắng Ưn Chơn, chứ Hưng Minh đâu thể nào bỏ tù hay bắt Ưn Chơn đền bù được. Đúng lúc đó, Chin Chơn bước vào và thông báo tin mừng cho Hưng Minh biết. Tuy nhiên anh ta bảo Ưn Chơn rằng tuy đã được giải quyết, nhưng không đồng nghĩa với việc Ưn Chơn được tha thứ trong chuyện này. Hưng Minh bảo Ưn Chơn hay xin nghỉ việc ngay đi, lần này căng thẳng và nghiêm túc hơn những lần trước. Ông Lý khi ăn cơm ở nhà Bông Sun cùng với cả gia đình thì thấy rất ngon miệng, do lâu ngày ông ta không được ăn như thế này. Tuy nhiên, bà Bông Sun đều cảm thấy không thoải mái, Trân Mi và Sơn Hô thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Hông vô tình biết hết mọi sự việc khi ba người cùng cãi nhau bên ngoài. Bà Hông không ngờ Bông Sun đã ly hôn và người kia chính là chồng cũ của bà ta. Chin Chơn đang thông báo cho Cân Sun về việc công ty mình đã được giải quyết. Cân Sun rất mừng cho bạn. Đúng lúc đó thì Su Chơn đi vào mời hai người ra ăn cơm, trông rất lạ lùng vì đây là lần đầu tiên Su Chơn nấu cơm cho cả nhà ăn. Ưng Chơn đến quán ba uống rượu say khướt rồi gọi điện cho Hưng Minh đến để chia tay. Hưng Minh không trả lời gì nên cô ta gọi cho Trân Mi đến. Ưng Chơn rất xúc động khi Trân Mi có mặt. Sau đó Hưng Minh cũng đến và cùng đưa Ưng Chơn về. Đâu vào đấy, ô Trân Mi và Hưng Minh cùng nhau nói chuyện. Hưng Minh kể tất cả những việc làm của Ưn Chơn, làm Trân Mi sửng sốt. Trân Mi không ngờ rằng Ưn Chơn lại làm ra những việc như vậy. Biết Chin Chơn bị oan, Trân Mi gọi Chin Chơn ra tiệm gà rán để nói chuyện và xin lỗi Chin Chơn. Có cả Cân Sun ở đó, và từ nay, cả ba người lại gắn bó với nhau như xưa. Ông Ly ngủ chung với Sơn Hô, nhưng do trời nóng quá nên ông ta cởi hết áo quần, chỉ còn chiếc quần đùi. Khi Trân Mi đi về bắt gặp cảnh này thì vô cùng hoảng hốt, tức giận vì hành động này của ông ta sợ làm tổn thương đứa con trong bụng của Trân Mi. Sơn Hô lên tiếng mắng ông chú, tại sao phải gọi mẹ anh ta chỉ bằng tên, nhưng ông Ly thì dịu xuống và bỏ vào phòng. Bun Sun đang tức giận vì Ki Chơn không đổ rác dùm cô, đang ngồi làm sổ sách thì có người lạ mặt đến ngay nhà và rượt đuổi cô như một tên ăn cướp, với cái tên Kim Sun Oh. Là tên mà người đàn bà lạ mặt kia gọi cô. Vậy người phụ nữ đó là ai? Và Bun Sun là người thế nào? Từ đâu đến? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, bị bại lộ Ưn Chơn đi khắp nơi để hỏi thăm tình hình. Khi gặp quản lý bảo vệ Ly bước ra khỏi phòng Hưng Minh thì anh ta cũng phớt lờ, không muốn nói gì với Ưn Chơn nữa. Để xác nhận thêm sự thật, Ki Chơn hỏi bé Rong là đó có phải là mẹ thật của con không thì Rong nói là thật, chỉ vì mẹ bảo thế nên cậu ta phải nói theo, và cậu ta cũng rất mong Ki Chơn vĩnh viễn là bố đẻ của cậu ta. Sau đó Ki Chơn dẫn Rong cùng đi bệnh viện vì Ki Chơn phải đi khám bệnh, rõ anh ta cảm thấy không được khỏe trong thời gian này. Su Chơn sau khi đến nhà In Hun mà bị từ chối, không cho vào, cô ta không còn chỗ nào để đi, rồi cuối cùng cũng gục ngã ngay trong tiệm của bà Hông. Do không có gì để ăn trong mấy ngày qua, bình thường không có chuyện gì thì Cân Sun sẽ chu cấp tiền cho cô, hay Ki Chơn cho bà Hông tiền thì có bao nhiêu bà đều gửi cho Su Chơn. Giờ mỗi người mỗi ngã, cô là sinh viên thì làm gì có tiền mà ăn cơm. Được mọi người đưa về nhà Cân Sun, sau đó Cân Sun biết chuyện thì cũng hộc tốc chạy về nhà. Cân Sun không muốn Su Chơn đến ở nhà mình rồi mất tình cảm với Chin Chơn. Su Chơn thực sự đã hết lối thoát, bèn giả vờ cầu xin Cân Sun để được ở lại mấy ngày sau đó sẽ đi. Vì bà Hông hết sức nói giúp nên Cân Sun đành chịu thua, để Su Chơn ở lại, nhưng với điều kiện là không được bước ra khỏi phòng. Ông chủ nhà nghỉ bắt đầu nghi ngờ ông Ly vì ông đã ở đây quá lâu rồi ăn mì tôm suốt, không biết có tiền trả tiền phòng hay không. Ông ta bắt ông Ly phải dọn phòng ngay, không có cách nào khác. Ông Ly phải rời phòng và đi đến của tiệm bà Bông Sun, với thỏa thuận là cứ xem ông ta như chú của Sơn Hô và cho ông ta về nhà Bông Sun ở vài ngày trước khi ông ta chết vì ung thư. Do ông ta không còn chỗ nào để đi, bà Bông không biết làm sao, đành phải đồng ý và dắt ông ta đi.
sau đó mua cho ông ta một bộ đồ vest để trông ra cũng xứng đáng là một người em chồng từ Mỹ mới trở về. Sơn Hô thắc mắc là tại sao ông Ly lại thường gọi mẹ chỉ bằng tên. Bà Bông Sun bảo vì do hồi trước bà và ông ta cũng là bạn cũ nên hay gọi thế. Bà Bông Sun không quên bảo Sơn Hô và Trân Mi cùng vái lại chú theo đúng tục lệ. Chin Chơn làm việc cật lực hơn để bù lại những gì đã mất của công ty. Hưng Minh biết cảm giác này nên ở lại và đưa cô về nhà. Về đến nhà trong lúc cả hai đang tâm sự ngọt ngào thì Su Chơn đứng đằng sau nghe thấy mọi chuyện và tỏ vẻ rất ghen tức. Chin Chơn vô cùng bất ngờ khi biết Su Chơn từ nay sẽ ở chung nhà cùng cô. Cả hai cùng đi lên cầu thang với nhau. Lên đến nhà, Su Chơn nói chuyện tỉnh như sáo, như chưa có chuyện gì xảy ra trước đây. Kang Sun biết bạn buồn, nên gọi vào phòng an ủi. Cũng vì mẹ cô nên không muốn đá đít Su Chơn ra đường vào lúc này. Chin Chơn hiểu được điều đó nên sẽ vẫn chịu khó. Do trong nhà không còn phong nào, nên ông Lee bày ra cách là ông ta sẽ ngủ chung với Sơn Hô, còn Trân Mi qua ngủ chung với mẹ chồng. Trong phòng hai người, ông ta nói chuyện với tư cách người chú mà cứ như là bố, đôi lúc suýt bị lộ diện trước Sơn Hô. Trong lúc Chin Chơn đang ngủ, Su Chơn mò qua phòng và lấy điện thoại của Chin Chơn rồi mang vào phòng vệ sinh. Cô ta mở khóa không được, nhưng In Hun lại gọi đến. Cô ta không ngờ In Hun không thèm để ý đến cô mà suốt ngày gọi điện cho Chin Chơn. Su Chơn thả điện thoại của Chin Chơn vào bồn rửa mặt. Lúc này Su Chơn cảm thấy rất ghét Chin Chơn với cặp mắt thù hằn. Tiếp theo Su Chơn sẽ giở trò gì đây? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, Kang Sun biết được bí mật của bố Sơn Hô liền về nhà nói cho Chin Chơn biết. Nhưng Chin Chơn nói rằng là phải giấu kín, kẻo Trân Mi biết được thì cô ấy sẽ bị sốc, không tốt cho em bé. Trong lúc lộn xộn này, bà Bông Sun không dám nghe máy của ông Kite, cho đến khi ông ta đến tận nhà để dắt bà ra ngoài nói chuyện thì bà mới chịu đi. Hai người ra tiệm massage của bà Bông Sun. Bà Bông kể hết mọi sự tình cho ông Kite, rằng ông ta đã bỏ bà ra đi cách đây 30 năm, sau khi để lại Sơn Hô cho bà. Bà rất đau lòng, ông Kite nghe vậy thì rất thông cảm cho bà và không muốn rời xa. Chin Chơn hôm nay có một sự cố lớn, đó là số lượng trong đơn đặt hàng của công ty và của bên sản xuất ở nhà máy không giống nhau, khác biệt với số lượng lớn. Do đó nhà máy phải sản xuất ra nhiều, mà bên khách hàng chỉ nhận rất ít. Điều này làm cho công ty mất đi số tiền lớn do không tiêu thụ được số hàng đó. Nghe được sự cố này, Ưng Chơn vô cùng vui vẻ và không ngừng đả kích Chin Chơn ngay trong phòng của cô. Chin Chơn tức lắm, nhưng cô không biết chuyện gì đang xảy ra và đang sai ở đâu. Chỉ có người hại cô thôi, chứ cô không thể nào làm sai với con số lớn như thế được. Sự việc cuối cùng cũng được tìm ra do Ja Eji, người thanh niên trong phòng Chin Chơn. Anh ta nhìn thấy sự khác biệt giữa các con số, giữa bản in và bản trên email, như vậy đã có người đánh cháo và sửa đổi con số. Bun Sun đánh bé rong vì cậu ta đái dầm trên giường. Tuy Ki Chơn đã ngăn cản và bế ra ngoài nhưng cậu ta lại vẽ bậy lên sổ sách của Bun Sun. Bun Sun tức tối đánh rong rất mạnh tay, cậu ta tức quá và hoảng loạn nên gọi Bun Sun là mẹ. Ki Chơn nghe thấy lạ, vì bình thường thì cậu ta gọi là gì? Nay gọi là mẹ thì lạ quá. Ki Chơn hỏi, đây là mẹ của con à? Rong bảo là phải, tại vì mẹ bảo con phải gọi là gì, không được gọi là mẹ. Ki Chơn tức tối đuổi Bun Sun đi, nhưng Bun Sun lại khóc lóc và van xin để được ở lại, không nói gì được Ki Chơn bỏ ra ngoài. Hưng Minh vô tình nhìn thấy Ưng Chơn nói chuyện với người quản lý bảo vệ, thì sinh nghi ngờ, anh ta gọi một người giám sát khác đến để hỏi, thì người này thành thật khai ra mọi chuyện. Rồi dẫn Hưng Minh đến xem toàn bộ video do camera giám sát ghi lại, khi Ưng Chơn bị té ở cầu thang và lúc Ưng Chơn bí mật đi vào phòng Chin Chơn. Đó là bằng chứng xác thực nhất khiến Ưng Chơn không thể chối cãi được. Để chứng thực mọi thứ, ông Kite dẫn bà Bông Sun ra ngoài để nói chuyện. Ông ta hỏi bà Bông Sun có cảm giác gì với chồng cũ không, và ông muốn xác nhận xem bà ta có yêu mình không. Được bà Bông Sun đồng ý, ông Kite cảm thấy nhẹ nhõm. Ông Kite nói để bà Bông Sun cảnh giác là liệu ông ta có bị ung thư hay chỉ là giả vờ. Nhưng sau đó thì ông Lee Man Suk lại xuất hiện làm cả hai người đều ngỡ ngàng và khó chịu. Hưng Minh biết được mọi chuyện khi gọi quản lý Lee lên để điều tra. Lee khai là do Ưng Chơn van xin anh ta, nên anh ta mới làm điều đó.
nếu cần thì có thể lấy dấu vân tay để xác nhận xem Ưn Trơn có đến đó hay không. Ưn Trơn vừa bước vào thì Hưng Minh đã mắng thật to đuổi cô ta bước ra ngoài. Điều gì sẽ xảy đến với Ưn Trơn khi Hưng Minh đã chịu đựng quá sức giới hạn thế này? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước,